đến Trương Vũ Kỳ, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nàng tinh nữ lang, nóng bỏng, được Châu Tinh Trì cất nhắc và hỗ trợ sự nghiệp ngay từ khi chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí. Xinh đẹp, gợi cảm, sự nghiệp ổn định, vậy nhưng cho tới tận bây giờ, Trương Vũ Kỳ vẫn không có được hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc sống cá nhân. Nàng tinh nữ lang lọt vào mắt xanh Châu Tinh Trì. Trương Vũ Kỳ sinh năm 1986 tại Sơn Đông, Trung Quốc, trong một gia đình công nhân viên chức bình dị. Mẹ cô công tác tại văn phòng chính quyền địa phương. Ngay từ nhỏ, Trương Vũ Kỳ đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, cô yêu ca hát, nhảy múa và được bố mẹ ủng hộ hết mình với đam mê. Năm 15 tuổi, Trương Vũ Kỳ đã khăn gói quả mướp rời quê hương lên Thượng Hải lập nghiệp. Năm 16 tuổi, xuất hiện trong một clip quảng cáo về đồ ăn nhanh, Trương Vũ Kỳ đã gây ấn tượng mạnh với làng giải trí với vẻ đẹp thanh tú xuất sắc. 3 năm bươn trải, năm 18 tuổi, Trương Vũ Kỳ ký hợp đồng với công ty của Châu Tinh Trì, bắt đầu đóng phim. Bộ phim Trường Giang số 7 hợp tác với Châu Tinh Trì đã khiến tên tuổi nữ diễn viên vút cao trong làng giải trí Hoa ngữ khắc nghiệt. Dù nhân vật này chỉ xuất hiện trong phim đúng 10 phút, nhưng từ đó cũng đã giúp tên tuổi của Trương Vũ Kỳ vất lên như diều gặp gió, một bước trở thành sao. Cô liên tiếp nhận được vô số những lời mời đóng phim, quay quảng cáo, là gương mặt đắt show được săn đón. Năm 2008, Trương Vũ Kỳ từng đạt được giải diễn viên xuất sắc nhất của giải Kim Tượng Hồng Kông với bộ phim Phụ Nữ Không Xấu. Gia nhân đóng phim Châu Tinh Trì, mỗi người một nét đẹp riêng, khí chất riêng. Vậy nhưng, nhiều người đã phải gật gù thừa nhận, Châu Tinh Trì quả thật có đôi mắt tinh đời khi chọn được người đẹp với vẻ đẹp sắc sảo, đặc biệt là thân hình quá đỗi gợi cảm. Từng có một chủ đề bàn luận về nhan sắc của Trương Vũ Kỳ. Nữ diễn viên được ca ngợi có đôi mắt sắc vừa chứa đựng sự ngây thơ, vừa có sự quyến rũ hút hồn, không người đàn ông nào có thể rời mắt. Nét gợi cảm của Trương Vũ Kỳ không hề thô tục, giọng nói trầm và sắc của Trương Vũ Kỳ chính là sự bổ sung hoàn hảo dành cho nhan sắc không tì vết. Nhan sắc của cô còn được so sánh với Song Hye Kyo bởi những nét đẹp tương đồng. Nhan sắc, sự nghiệp, diễn xuất của Trương Vũ Kỳ gây xao xuyến cho người hâm mộ. Nếu như Song Hye Kyo chỉ xinh đẹp bằng thanh ngọc khiết thì Trương Vũ Kỳ ấn tượng hơn với body bóng mắt. Vậy nhưng, Trương Vũ Kỳ từng khiến Tinh Gia trở mặt bởi hai lý do vô cùng nhạy cảm, thậm chí còn lôi nhau ra tòa. Khi hợp tác trong bộ phim Siêu Khuyển Thần Thông, Trương Vũ Kỳ lén Tinh Gia đi phẫu thuật thẩm mỹ mắt một mí thành hai mí, khiến cho Tinh Trì vô cùng giận dữ. Khi danh tiếng ngày một tăng cao, Trương Vũ Kỳ muốn có nhiều không gian để phát triển hơn, nhưng tréo ngoe thay, Châu Tinh Trì vài năm mới làm một phim. Nhận thấy bản thân sẽ không có nhiều cơ hội nếu tiếp tục gắn bó với vua hài, nữ diễn viên chủ động hủy hợp đồng với công ty của ông. Sau đó, Trương Vũ Kỳ bất ngờ hợp tác với đạo diễn Vương Toàn An, đóng Bạch Lộc Nguyên, thậm chí còn nảy sinh tình cảm với đạo diễn Vương dù kém đối phương 21 tuổi. Hành động khiến Châu Tinh Trì cảm thấy bị phản bội, công ty Tinh Huy của nam tài tử liền hủy bỏ hợp đồng, kiện cô ra tòa, vụ án kéo dài dai dẳng tới 2 năm trời. Kể từ đó, công chúng cho rằng Trương Vũ Kỳ là kẻ phản bội, bị Châu Tinh Trì hận và hắt hủi. Hai cuộc hôn nhân bị lừa cả tình lẫn tiền, uất ức đến mức cầm dao đâm chồng. Mối tình nổi tiếng trong giới đầu tiên của cô là với Uông Tiểu Phi, đại gia Bắc Kinh điển trai và đào hoa. Cả hai như hình với bóng xuất hiện tại rất nhiều sự kiện trọng đại, thậm chí ngỡ như sắp làm đám cưới đến nơi khi đã dọn về sống chung. Tuy nhiên, một nhân vật thứ ba chính là đại S từ Hy Viên xuất hiện đúng lúc cặp đôi bất đồng quan điểm và thường xuyên cãi nhau. Uông Tiểu Phi và tình mới từ lúc quen nhau cho tới lúc kết hôn chỉ kéo dài 20 ngày. Sau đó, dường như trả thù đời, Trương Vũ Kỳ hẹn hò và kết hôn với đạo diễn Vương Toàn An cũng nhanh chóng không kém. Tuy nhiên, bé bàn thay, chưa đầy 3 năm kết hôn, Vương Toàn An đã bị cảnh sát bắt vì hành vi mua dâm tập thể trong lúc vợ đi công tác tại New York. Có lẽ cảm giác bàng hoàng và sốc chưa bao giờ lại ập đến với Trương Vũ Kỳ như thế. Cô nhanh chóng ly hôn với người chồng bội bạc, dù trước đó vẫn khẳng định mình sẽ ở bên khích lệ ông xã trong khoảng thời gian này. Ly hôn với Vương Toàn An, Trương Vũ Kỳ lại nhanh chóng kết hôn với doanh nhân Viên Ba Nguyên. Vậy nhưng, người chồng thứ hai này cũng lòi đuôi là đại gia rỡm khi bị bóc phốt công ty của anh đang thua lỗ, cộng thêm thói bài bạc. Viên Ba Nguyên bị chủ sòng bài tại Singapore réo tên đòi nợ khắp mọi nơi với món tiền 14 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó, căn nhà siêu biệt thự của hai người, ngỡ tưởng của Viên Ba Nguyên mua cho tổ ấm cũng bị bóc ra, thực chất là của Trương Vũ Kỳ. Ông Viên không có bất cứ tài sản có giá trị nào trong tay, thậm chí còn nợ ngược Trương Vũ Kỳ hàng trăm tỷ đồng. Ê chề hơn, mãi tới lúc kết hôn, Viên Ba Nguyên mới lộ ra là người từng có cuộc hôn nhân trong quá khứ. Trương Vũ Kỳ sinh con tại Mỹ trong hoàn cảnh lo lắng vì người chồng ăn chơi, thua bạc khắp nơi. Tuy nhiên, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Trương Vũ Kỳ được đồn thổi trong lúc quá giận dữ, liền dùng một con dao gọt hoa quả đâm chồng trọng thương tại vùng lưng. Dù rằng Trương Vũ Kỳ đã lên tiếng phủ nhận nhưng công chúng không tin vào sự việc này. Ly hôn Viên Ba Nguyên chưa đầy một năm bên nhau, Trương Vũ Kỳ đã ngay lập tức vướng vào tin đồn tình ái với một đại gia Singapore trẻ tuổi tên Trương Tiền Hào. Tuy nhiên, giới tình cũng bóc ngay ra được đây là một doanh nhân rỡm. Có dấu hiệu lừa đảo bị truyền thông phát hiện công ty chỉ là một văn phòng cửa đóng then cài, không có dấu hiệu của một cơ sở hoạt động bình thường. Viên Ba Nguyên cũng chẳng phải tay vừa khi tối ngược lại vợ là kẻ lăng loàn. Trên tài khoản cá nhân, vị đại gia rỡm này cho biết cô lên giường với Trương Tiền Hào chỉ sau chưa đầy một ngày quen biết. Hóa giải với Châu Tinh Trì, cuộc hội ngộ cả đời không thể nào quên.
Duyên nợ giữa Trương Vũ Kỳ và Châu Tinh Trì tưởng rằng đã khép lại sau vụ kiện năm đó. Nào ngờ đến năm 2015 khi quay Mỹ Nhân Ngư, Tinh Gia gặp khó khăn trong việc tìm người đóng vai nữ thứ trong phim và sực nhớ đến mỹ nhân họ Trương. Trương Vũ Kỳ chia sẻ, trong khoảng thời gian khủng hoảng nhất, cô bất ngờ nhận được cuộc điện thoại đặc biệt. Vừa nhấc máy lên, cô đã nghe giọng Quảng Đông đặc sệt của Tinh Gia. Có phải Trương Vũ Kỳ đó không? Trong lòng Trương Vũ Kỳ trào lên nỗi niềm xúc động bởi Châu Tinh Trì vẫn nhớ đến cô. Nghe tiếng Châu Tinh Gia, Trương Vũ Kỳ có chút sửng sốt, nhưng khi đó, xe của nữ diễn viên đang bị hỏng giữa đường nên cô không có nhiều thời gian để trò chuyện. Cô nhận lời luôn rồi vội cúp điện thoại. Ngày hôm sau, khi Trương Vũ Kỳ chưa kịp gọi điện lại thì Tinh Gia đã gọi đến cho cô. Em có biết mình phải diễn vai nào không? Ông hỏi. Trương Vũ Kỳ liền trả lời, không. Không biết sao lại đồng ý. Em có biết mình sẽ vào vai phản diện không? Tinh Gia tỏ ra bất ngờ. Vai phản diện à? Tốt, em rất thích. Vũ Kỳ thản nhiên đáp, như thể vẫn còn chưa yên tâm. Vài ngày sau, Châu Tinh Trì lại gọi điện. Vũ Kỳ, em có biết vai phản diện là thế nào không? Là người xấu đấy. Vậy trong phim, người xấu đó có khả năng tốt lên không? Nữ diễn viên hỏi. Không, Tinh Gia trả lời. Vậy là càng tốt, Trương Vũ Kỳ đáp. Không những nhận lời đóng vai phản diện, Trương Vũ Kỳ còn khẳng khái tuyên bố cô sẽ không nhận cách xê. Sau khi được trình chiếu, phim Mỹ Nhân Ngư của Châu Tinh Trì thành công vang dội. Không những công phá phòng vé với mức doanh thu khủng, bộ phim còn nhận về nhiều lời khen ngợi của khán giả lẫn giới phê bình. Phim thắng lớn, Châu Tinh Trì cũng không bạc đãi Trương Vũ Kỳ. Dù ban đầu nữ diễn viên nhận đóng phim không cách xê, nhưng Vua Hài vẫn quyết định tặng cho cô một phong bì 10 triệu nhân dân tệ, khoảng hơn 35 tỷ đồng. Trong showbiz Hoa ngữ, Trương Vũ Kỳ nổi tiếng có cá tính thẳng thắn, dám yêu, dám hận. Dù từng bỏ Châu Tinh Trì mà đi, nhưng mỹ nhân họ Trương vẫn luôn nhớ ơn ông, biết rõ ông chính là người đã nâng đỡ mình lên thành sao. Vì vậy khi Tinh Gia gặp chuyện, Trương Vũ Kỳ sẵn sàng bênh vực ông bất chấp hành động của cô có thể làm mất lòng những nhân vật máu mặt trong showbiz. Đây cũng chính là lý do khiến Châu Tinh Trì không thể ghét bỏ cô. Năm 2017, khi Trần Lam, vợ ông trùm showbiz Hướng Hoa Cường, công khai chỉ trích Châu Tinh Trì là kẻ vô ơn, tham tiền, xấu tính, hẹp hòi, cả làng giải trí không ai dám lên tiếng bênh vực, thì Trương Vũ Kỳ vẫn đứng lên bảo vệ Vua Hài. Cô tuyên bố, dù người khác nói thế nào đi chăng nữa, thì Châu Tinh Trì mà tôi biết vẫn là một diễn viên chuyên nghiệp, một đạo diễn tài hoa lại vô cùng thú vị. Anh ấy là người rất có cá tính, có lẽ mọi người chỉ là hiểu lầm thôi. Đến năm 2019, bộ phim Tân Vua Hài Kịch của Châu Tinh Trì không gặt hái được thành công như mong đợi. Nữ diễn viên cũng đứng ra ủng hộ. Cô chia sẻ trên mạng xã hội, bộ phim này trong lòng tôi vẫn là vua của các vị vua. Người đẹp Mỹ Nhân Ngư cho biết, bản thân cô vô cùng cảm ơn Châu Tinh Trì bởi trong lúc bản thân bị cô lập, người đàn ông đã từng bị cô phản bội lại muốn giúp cô vượt lại sự nghiệp và thời kỳ đỉnh cao. Đây là ân nghĩa cả đời, cô không thể nào quên.